Double G. Hello, we are Double G. Hi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Double G. Và bọn tớ lại ở đây buổi tối ngày hôm nay để tiếp tục cái deadline reaction bộ phim Sơn Đào Lệnh từ tập 19. Tối hôm nay bọn tớ sẽ ở đây ngồi cày phim từ tập 19 và đến được tập bao nhiêu thì xem sức lực của hai đứa tối hôm nay đến đâu á. Bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Gọi chết với sinh khó. Thế tức là bà mẹ của thằng bé này xảy ra nó xong là mất luôn luôn. Xong mà nó thì lại bị tàn tật như thế này, không lớn được. Cái trong cái video lần trước thì có người cập nhật cho bọn mình đó là đây không phải là một em bé đóng mà là một diễn viên sinh năm 93. Đúng rồi. Đây là hèn gì là có cái thần thái được rồi. Một người lớn mình không nghĩ là trẻ con đóng được như vậy. Đúng. Ừ. Ủa cái mồm đi ghét quá. Đây sẽ là lúc mà chúng ta xem được cái thân thế của cái hàng bắt đầu mở ra. Ngay kiểu còn nhỏ lắm. 哇, 他就会喊, 弄来当, 就到老呀, 嗯, 把为欧文把都留下来, 我感不敢说破他的身份，他是我把老公给美拔，你该美拔，你把关你给其他，你就空海关给他哪股名，我是啥？嗯，龙校曾在英雄大会上说过，高冲曾一度威逼利诱，为其打开武库，此言当真？孩子，这小子说的话一个字都不要信呢。 我是心甘情愿帮荣勋盖造武库，那是混蛋，你要我？当年荣勋前辈为何要建造武库？围绕武库又发生了什么事？事实，把宝玑弄坏了，怎么？我从哪儿说起呢？你把空球翁那家的搞给那谁呢？啥子你来买好？喏，第二个解释就是了，我们从哪儿开始搞的？徽章后来因缘际会。 咱们这群慢慢的，英雄乃师，行侠仗义，成见卓越，好不逍遥。全是。那这么远呢？这干嘛？我跟你说，我这书呆子才有了。我也是，可是那个我们可以这样，得呢？得，每个人都在玩，在共舞，一样，在玩的，在，真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 的，在，
Thế tức là ông này là phần tuổi của Dung Huyền đúng không? Mà Dung Huyền mất rồi, nếu như Dung Huyền còn sống thì cũng già như ông này rồi. Mà ông này lại còn sư phụ của Dung Huyền, tức là đáng lẽ ông đúng là phải chết rồi mấy lần rồi. Diệp Bạch Y đáng lẽ phải chết rồi. Diệp Bạch Y cùng thời với cả cha của Dung Huyền, bạn thân của Trường Thanh, của Dung Trường Thanh. Dung Trường Thanh là cha của Dung Huyền. Đấy là cháu đến, trời ơi. Đấy là bạn con của bạn ngày xưa đấy. Con út. Nhà thằng bé tuấn tú mà ngoan ngoãn, trông rất là hiền lành, trông rất cưng nhỉ. Trời ơi, cha nó mất rồi, trời ơi. Thật, câu chuyện quá dài. Vì để bảo hộ Lưu Lý Giả mà chết. Lưu Thái Chung, Lưu trưởng. Ông này ở đây chắc cũng không được biết một cái gì hết ở bên ngoài. Ở đây 20 năm trời với cái xích đấy. Khổ thân, thằng con thì bất hiếu. Thằng con làm cái trò này nhưng mà không giết ông ý, tại vì muốn ông ấy mở võ phố cho nó. Còn chìa khóa.
有锁又有什么用？钥匙呢？谁拿了？我知道，我不告诉你，我发过誓，不能说。Thì không thể nói nữa. Bây giờ. Chúng ta必须告诉我。Bây giờ ông này vẫn chưa biết đây là giờ bạch y. Ừ. 你能把我怎么样呢？Ông này đã khổ như này rồi còn làm cái gì ông ấy nữa. Trời ơi. Sao trông có vẻ đau đớn quá. Tí nữa kiểu khi mà cậu biết cái lý do ấy thì cậu sẽ biết tại sao ông đau đớn như thế này. Tôi muốn biết Rong Xuyên trên thân thể phát sinh cái gì. Các bạn cùng gặp Vũ Khu rồi sau đó. Hào đơn đơn thì anh ấy sao lại điên rồi? Có phải trong các bạn ai đã hại anh ấy không? Đồ đệ của ông ấy. Đừng nói nữa. Anh thảo cái gì? Bây giờ nói cho tôi.Ủa, nó điên lên rồi. Tại vì cái lúc mà xem đoạn này mới tên cũng không hiểu tại sao tự dưng có cái hình phát điên lên thế. Không hiểu được mọi ngành mới biết này. Ôi, tự dưng mở ra. Đây là cái kho, cái kho bài vị. Bộ sưu tập bài vị anh em của Triệu Kính. Tức là nha, một con người rất kinh khủng thì mới có thể chịu đựng để kìm nén cái bản tính của bản thân mình 20 năm trời để bây giờ mới lên, để bây giờ chảm hết các mẹ anh em rồi. Còn lại đúng một thằng nữa, giữ lại để nhìn ông này vinh quang thôi. Là thằng đấy cũng không hề nghi ngờ gì ông này cả. Còn lại đi hết rồi. Những người kiểu túc thì đa mưu nhất, giỏi võ nhất này kia, không để lại một cái con người như này. Đấy, tức là bởi vì mình không bằng người ta ấy. Tức là đáng lẽ là người kém nhất hội nhưng mà lại sống lâu nhất. Ừ, bởi vì mình mưu kế kinh nhất. Ngày xưa là võ công kém nhất hội đấy. Trời ơi, bài vị của Trung Huyền ấy. Chứ rằng bởi vì mình bảo thấu lũ xả rơ xuyên. Cơ nhìn sẽ cái dễ lũ xả giá chủ. Rất là lão lại rất là ghen tị với cái tài năng của Dung Huyền. Vì Dung Huyền võ rất giỏi và rất đam mê. Người ta chỉ phải có đam mê người ta mới giỏi được chứ. Đây chắc là cũng lười biếng gì. Và cũng không có tính chất. Đã không có tư chất chứ lại còn lười biếng. Lại còn cứ ghen tị thì. Ôi, làm sao mà Sùng, tao Sùng dây dí cao thủ như Sùng khi mà người ta chết rồi. Trong một hội anh em luôn sẽ có một người như này sao. Chơi ba, chơi một team ba người. Đã thấy có rất nhiều drama rồi. Mà đây chơi 5-6 người. 5-6 người, 6 người. Cả cả Dung Huyền là 6 người. Còn cái đéo gì đâu mà phát triển mạnh mạnh nhau to rồi. Ui giời. Ui. Ông này ông luyện võ trăm năm nay rồi. Trời ơi. Ôi, nó rút con kiếm vào rồi. Thể hiện mỗi thế rồi à? À, thể hiện để cho biết danh tính của mình. Lê Bái Y. Đấy, cái người mà đáng lẽ là hơn tuổi ông này bao nhiêu đúng không? Nhưng mà rất trẻ trung. Đấy, bất lão. Người và trò hợp nhất. Ngày xưa thì uống rượu ghê thật sự. Không biết rượu ngày xưa với rượu bây giờ có khác gì nhau không? Mà người ta thích thế. Đúng kiểu là như mộc rêu nơi rồi xem sao mà gầy yếu nhất. Bạn này căng thẳng quá, phải uống một vụ là để cho bình tĩnh lại rồi mới lấy được.
Ôi dồi, cái đồ. Đây, kể lại đi hả? Ôi, xưa trông, ngày xưa trông đẹp đẽ nhờ. Đây, không phải tên là Trân Liên Ngọc, đây là vợ của ông ấy. Ôi, xinh thế. Phải nhị đệ tử của Thúy Cốc. Cái chị xinh nhờ. Hà Sơn, Lũ Yu bằng nhị sô hoa, nhị hãy chì phụ rẻ à? 做什么呢一个人过来喝酒阿静过来喝酒过来喝酒喝酒阿静过来这么敏感这么冲动的那那俩请了自己拿自己逼自己嗯哪个蠢材去泰山偷书漏了行迹这些人来泰山法trộm đồ xong rồi bị lộ hành tung trộm cái bí kíp ấy 告诉你泰山长老都跑到爹爹面前去要说法了天下武库是我的主意要当也是我的皇上 tất cả mọi người đều đi trộm nhưng về sau cái danh trộm đấy và tất cả tội lỗi đổ hết lên đầu Dung Huyền. Đấy, tất cả mọi thứ đều là do con người làm ra mà. Không có đúng. Mà cứ động đến câu tài gì Dung Huyền là ông ấy hành lại cảm giác nhẹ nhẹ cô đấy. Nhưng mà người ta nghi ngờ cũng đúng. Cậu rất muốn là tại sao đầu đội em lại chết. Chết như thế, cuối cùng xuống, xuống của mẹ núi xong chết ở đấy, ở bên dưới. Không có là một đội giỏi gì đúng không? Và kiểu chết chết cũng không yên thân này. Đây, sáu người. 若是你输了，可不许你来哦。卢大哥，得罪了，荣兄弟，当真要以一敌五，未免太……我得五个多。不怂，那没我。人家了，为了努力顶花。 Mà đấy, mà còn bị xuống núi xong là tự nhiên chết, không hiểu chuyện gì. Hải Trung, anh có thể, đủ hận à. Đồng đại ca, đừng đánh nữa, đau xẹt vũ nhãn. Mà cao sùng cũng giỏi chứ. Ua, ui. Ua, bay hết rồi. Ui giời. Chồng của bà ấy. Thật chồng của bà ấy. Bố bố bố. Mày bà rất tự hào. 我就说你们几个打不过我吧，我嘿，荣兄弟，心服口服了。哦，然后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 
毒？什么？这怎么会？你有三尸毒啊？tam thi độc là cái độc mà sẽ biến người ta thành con zombie đấy. Thế á? Ừ. Đâu đi là ai? Ai? Ai muốn hại tôi không? Tự nhiên đang đánh nhau vui vẻ tự dưng thấy kiếm một cao sùng có máu thôi sao? Mà người là cái người chém chúng chỉ có cao sùng thôi. Ngươi vì sao lại hại tôi không? Làm gì? Vậy trên tay, vì sao lại có máu của tôi? Nói gì? Không phải tôi. 高大哥，你为什么？ Thằng này bơm đều luôn này. Đấy, chịu kính bơm đều luôn. Bơm đều luôn ngay lập tức. Lục 先生, 所以他们真的只是比武过招, 并非生死相拼. 当时我们情义正毒, 何来生死相拼呢? Trời ơi, nhưng một thằng ở trong đó,
mà không ai biết. Nghĩ thế. Hết rồi. Nhưng mà với đây người cũ thì đều khẳng định là không phải con sùng. Dùng cấm thuật luôn. Cứu người sắp chết sống lại ấy. Nhiều đến vết thương của ác tự. Trong khi bản thân mình rất là đang rất là loạn lên rồi, nhưng mà vẫn nhớ đến vết thương của ác tự. Mới bảo trời ơi, đoạn này nhìn nhau tình cảm quá. Hóa ra là cứu bằng cách đấy hả? Lấy một thằng tim của một thằng quỷ cốc xong thay tim. Nhưng mà đến lúc tỉnh dậy thì đâu có phải là Dung Huyền nữa đâu. Phát điên luôn. Giết cả phu nhân á? Từ một người giỏi mà thành như thế này luôn á. Chuyện
自甘堕落，结交匪类，被老谷主亲自废去武功，随后逐出门墙。老谷主也随之仙逝，名震江湖的神医谷从此一蹶不振。要到了卷帐后头来问你背后的故事。上去到了，真的都根本上火了，就磨灭了。圣上真如玉一生救死扶伤，活人无数。偌大一个江湖，在我真兄弟面前，谁敢称高洁？这赤子之心，这着实容不下。vẫn chưa là hết luôn. 等这些消息，lúc đấy vẫn còn đang là bị cắt bất gân chân. Trần phu nhân, xong là bị đuổi ra khỏi sư môn, xong là phải đi tìm nơi trú ẩn này kia để trốn đi. 翠龙伯伯，江湖传闻，龙渊阁另有办法打开武库，是您放出去的消息。得保卫，我叫我翁志明老官。江湖上的人贼心不死，依旧打着真前辈一家的主意，所以才将所有的麻烦揽到自己身上，不惜放弃龙渊阁的大好基业，将龙渊阁牵至此处，乃至有今日之祸。唉，都是亡羊补牢，没办法的办法呀。Tức là lúc đấy chưa chết đâu mà trọng thương hơn nhưng mà mọi người vẫn đang điều tiết ông đấy. Nhưng là ông này mới tung tin ra rằng là ông này có cách khác để mở nghề mà không đuổi giết nữa. Khổ vãi đái. Ôi sao hồn này. Chúng ta không vấn giang hồ phân trấn. Nhi sư hào rân. Sư rong xuyên liên lại lệnh. Nhi có gì xin nguyện thì nói ra. Tôi bị định vì nhi đạt thành.我还有什么心愿呢？这个美工当年来讲，关你什么难题？唯有一死。嘛，都是kiểu tình anh em nhỉ？嗯。thấy kiểu bạn mình đang bị truy giết thế thì。荣兄弟天赋高绝，你是他的。thực ra là có thể là ông đấy cũng đã cứu mạng ông này và cứu mạng rất nhiều người trong giang hồ rồi, nên là ông này cũng rất là tôn trọng, kính trọng luôn. 荣兄弟盗书背诗而逃。固然不对，对正好用那个下风卷来呀。嗯，莫说荣兄弟是一生无知，但凡习武之人，谁又能抵抗得了天人合一的诱惑？天人合一，终究难逃天意弄人呐。长明山上，寂寞清冷。为了哄他开心，我把所有武功都教他，唯独不让他练六合心法。那小畜生也跟我闹过几次别，这门魔功既然如此命运，那么等于就从零走就爱掠的人了。后来人的意思，好像魔猴子，说真是说好东西吗？我怎么可能不给他呢？也是我跟他爹爹当年有点太宠他了。那小畜生呢，可能以为这也不是什么大事。如果是好东西，我怎么会不给他呢？ông này cũng nghĩ như thế. Nếu mà cái âm dương sách đấy là một cái đồ tốt thì làm sao ông lại không cho con trai ông ấy? 就算是把古往今来所有秘籍摆在我面前，我也……算了，不说了。我只恨我当年一时犹豫，后悔买了你，没有把这六合心法给毁了。前辈，我hôm nay trong căn trong cái hàng này bao nhiêu sự nặng chịu lòng nhỉ? Ôi, nguyên cái tập 19 là rất nhiều nỗi niềm ở trong này ấy, trời ơi. Trời ơi, bao nhiêu cái việc ngày xưa cho đến bây giờ thì chúng ta dù chưa được một lời khẳng định từ Ôn Khách Hành, nhưng mà chúng ta cũng đã một phần nào đấy biết được rằng là cái thân thế của Ôn Khách Hành như thế nào rồi. Nhưng mà chỉ là chưa biết vì sao bố mẹ chưa chết thôi. Đó. Ôi. Bảo sao nó ngắn ấy, tại vì ôi xem nó stress quá mọi người. Xem mà cái mút tụt thảm hại luôn ấy, kiểu ô bao nhiêu là những cái sự gọi là tham lam của cuộc đời và những cái sự xấu xa của cuộc đời và những sự xấu xa của loài người nó cứ hiện ra dần dần ấy. Ok mọi người,
Bọn mình vừa xem xong tập 19 và bây giờ chúng ta sẽ tiến tiếp đến tập 20 và chúng ta để xem cái drama này nó sẽ đi đến đâu. Let's go. Thật sự làm khổ một thế hệ. Mấy cái thế hệ là thế đằng sau này cũng không thể tránh khỏi. Không thể tránh khỏi được cái đấy. Ôi nhìn ô cái hành của tôi, trông thương nhiều rồi. Bố bố, bạn xin xin. Rằng muốn tốt nhất đều cho con. 若是不给，那自然是不能给。天意弄人，天意弄人呐。这一说，如果真的是做官，他会。那感觉比克兰的官那个。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 那个
我和你师父的一点香火情，帮我找个传人吧。我已经收了成领，为我们四季山庄第六代弟子。啊，此前不知道他父亲和恩师有如此深的渊源，可谓是冥冥之中自有天意。情男男情做什么？你到哪都可以传给别人，你到哪都可以传给别人。đi đâu cũng gọi là những người thầy giỏi giang ở xung quanh truyền cho truyền nghề cho. Trời đất ơi, tự nhiên hứng lấy tất cả những tinh hoa trên sang hồ đều truyền hết một người, một thằng bé con xíu xíu bé tí hinh hinh nhưng mà được cái kinh mạch lại rộng. Ôi ánh mắt nhân dịu dàng thế, thì kiểu như là cũng là ân nhân của cha mẹ nó. Tôi rất biết ơn luôn. Lão sư phụ. Ôi. Vỗ mặt thằng bé được một cái. Trời ơi. Ôi cái dây xích. Mày kiếm chặt đứt được cái dây xích này à? Mày đi kiếm đỉnh. Wow. Chứ thì nên không thể dễ dàng trừ. Mày bị cầu kinh đã lâu, kinh mạch đã khô kiệt. Một khi trừ, chân khí hùng hậu. Nghe giống như kiểu là của ác tự khi mà rút đinh ra nhỉ. Ông muốn giải thoát cho chính cái thân thể vừa mới nhận được chiếc đồ đệ. Đối với tôi không phải là gì xấu, ngược lại, đó là giải thoát. Giải thoát. Kiếm này. Chưa chỗ có khách hàng. Lúc này là khách hàng cũng chưa nói ra đấy là cha mình đâu đúng không? Ừ. Nhưng mà Chu tiểu thư đã đoán được phần thân phận rồi. Ý là ông này cũng không hề biết là đây là những con trai của người huynh đệ mà mình rất là yêu quý. Ừ. Về sau ông này cũng không muốn. Cái lúc mà bắt đầu ông ấy sắp mất rồi, ông muốn hỏi xem là người kia đâu, tức là Trần Như Ngọc gia đình ở đâu. Ông này cũng không muốn, muốn lộ ra. Ấy. Đang rất là cắn rứt đấy, đã quen biết rất lâu năm vậy. Thì tí nữa chúng ta sẽ biết. Ôi ôm nhau này. Ôi trời ơi. Chú tiểu thư lớn hơn tuổi con khách hàng mà. Ôi khóc này. Ôi ôi nó là một cái cánh cửa ấy nhở. Đang mở ra trời ơi. Bình thường ấy là cả bản nội địa ở Trung Quốc là không có đoạn ôm này. Trời không ơi. Có đoạn đặt tay lên eo như thế đâu. Chúng ta
đã được xem rồi. Chúng ta đã được xem. Muốn cho sống nào? Cái gì đấy? Không muốn nhận, không muốn nhận, nhận mình là chân diễn. Nhi, chị đây, chứ là sao mà? Sao không rung mỏ là? Cầm bắt mạch à? Cầm tay à? Tao đánh cho mày bây giờ. Tao biết đâu được tự dưng. Tao tưởng là không. Không, mày hiểu. Tao tưởng là bọn mình không được xem những cái như thế, mày hiểu. Nên tao không dám nghĩ nó là nắm tay. Không nói, không nói được. Mọi người không đợi, đang nghe không? Có lúc có chút khắc nghiệt, nhưng trung quy không phải là kẻ xấu. Luyện tập một thân võ nghệ tốt, đương nhiên là Ma Phi là sư phụ, giúp họ y dung cải biến, ẩn cư tung tích. Anh ấy còn đưa con trai họ 纳入了师门, 成为了我的二师弟。 太好了，哎呀，哎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 ，
trời với cái tình trạng như thế ở trong một cái động như thế này. Thì thực sự là sau khi kiểu như là, như kiểu là ông ấy đã làm cái nhiệm vụ của ông ấy, bây giờ ông chính đã là truyền xong được cho đồ đệ rồi. Đấy. Và cái nhiệm vụ của ông ấy là hé mở cái bí mật ngày xưa nó cho những cái người cần biết và những cái người thật sự tốt. Sau đấy là ông ấy đi. Thế là ông đã hết tất cả cái mình nợ nần gì với cái cuộc biếu rồi với cái cuộc đời này. Sư phụ, quân sư ta có để cho ông ấy ở đó, cho ta một người đợi. Bây giờ là chuyển sang xưng hô là đệ rồi đó. Cậu vừa nãy có còn nhớ cái đoạn vừa rồi nhận thành nghĩ sư đệ không? Tí nữa sẽ có một đoạn. Và nói chung đã giúp cha mẹ nó che giấu được được một phần nào đấy, đỡ bị người đời truy đuổi về cái chìa khóa đấy. Đôi này bây giờ đang rất là bông, đang yêu thương nhau lắm. Sao đi xả thằng lạ? Trời ơi, mỗi lần nhìn thấy là Chúng đang rất là chân thành đấy. Nhưng mà bọn này đoán ra được thì bọn khác cũng có thể đoán ra được điều đó. Đây, cứu được bà này ra rồi thì đổi với cái treo trên đầu rồi đấy. Không còn lộng lẫy quá nữa. Hình như bị nhớ ra cái gì à? Tâm lý bị này ra rồi này. Uống cái canh mẹ bà đấy, đáng lẽ bà ấy quên mất triệu kính rồi. Sau đấy vừa rồi bà ấy nhớ ra triệu kính. Xong rồi thế là cái canh đấy nó phản ngược tác dụng lại, nó làm cho bị thậm chí thành thế không tỉnh táo thế này. Nó cũng kiểu mà quỷ, diễn quỷ mà các bạn đẹp quá. Ở trên Trào Dinh chi nhận Vũ Khu Mông Mông chủ bất chủ, chính là Kim Yao Quan Đầu. Chúng ta có một cái đại tá bệnh, chỉ có đại tá. Hắn Trào Dinh thân bại minh liệt, đối với ngươi có gì lợi ích? 这武功盟主也轮不到你这个化身上的麦当。琉璃甲的下落，那既然琉璃甲高崇自枪前毁了琉璃甲其中定有的人，真的肯定在赵靖和沈慎的手中，能让无名小卒天下无敌。那武功盟暗藏琉璃甲二十年之久，要想毁他早就毁了。 但前脚,
那神医谷的阴阳册可以医死人肉白骨，根治世间一切顽疾。我是想为你夺得此物。他看，就算你不再相信我的话，就算咱俩的冤盟最终难行，坚强，但只要能了了你心中这桩遗憾，我与秋风就算死了，我也瞑目。你在吗？顶到你个脚嘛！陈小姐。Cái cô có chỗ đẹp ấy nhở. Nhưng đây hình như là bối cảnh được dựng đấy. Ừ, ý là nó dựng đẹp ấy. Ừ, đẹp. Tao thích những cái nhà nó ở sâu trong rừng ấy, xung quanh là trúc tre này kia, đẹp rất là đẹp. Cha bang chủ xử xu biên châu 一路辛苦，着实立了大功一件。我这叫什么功啊？我就是个跑腿啊。而在于在座的诸位。Rất là biết cách làm sao để. 不过。为了我的日益壮大，我更加牵挂的是目前下落不明的两个孩子，小莲和程琳。muốn như thế để được cái tiếng tốt cho mình, rằng mình đã nuôi lớn và có tình nghĩa. 就算翻个底儿朝天，咱们也得把那两个娃娃给带回来。活要见人，这个条件不反正又特给就闹到，得làm thêm cái danh tiếng cho mình. 程老三怎么话？该打，该打。Lãng của Oa Oa. Oa Oa là hai cái đứa nhỏ xíu, xinh 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 như kiểu trẻ nhỏ xíu á. Gọi hai đứa nhỏ. Tôi đã cho cô ấy một cái gì mê hồn dược à? Cái chuyện phu chi hạn của chị Bố Qing Tư đã nói với tôi rồi. Sao lại còn ở cùng cô ấy? Lúc đầu nhập ngũ thì nên cho chủ nhân và Lô Yi cho cô ấy uống cái nước mộc hoàn toàn quên cái thằng đại phế. Đừng nói nữa. Cô ấy là một đứa nhỏ biết gì? Chẳng thế nhỉ. Thế là đứng với đứng phải cố tương nhá, trông trắng hơn hẳn đấy. Chẳng phải sáng luôn nữa. Nên hiện tại mà sao hợp với một đỏ đen các thứ nổi quá tôi không có cách nào. Mộng Phu Thang có hiệu quả, phục hạ được hắn, tối kỵ hụi đó, chính là thử thách hoàn thành hắn là những vọng quên của chủ nhân trước đó đã có linh hồn chứng, thời hạn thời hoạn, chứng rồi hổ, hiện tại tâm trí cũng là so với thường nhân hơn. Na làm sao? Tôi có chuyện gì không? Tôi vốn là muốn cùng bạn từ hình đó. 曹威牛说他要回清风剑派，我要跟他一起回去。我可不是为了他呀，我是为了主人的任务。我说呢，这个小丫头平时没心没肺的，突然变成熟了。原来你不许瞎说。可是眼下姐姐你这般情景，我又怎么能安心离开呢？没事，大侠。Ủa, trông dịu dàng quá. Mình mà là con trai mình rất thích những mẫu người như này. Rất là thành thục, rất là nữ tính nhẹ nhàng, cũng hiểu chuyện. Ôi giời ơi, có thằng con nữa. Hậu hại đến tận nơi. Thiên Long Trại và Trương Yến Thảo. Không thấy vợ ông này đâu, hay ông chưa lấy vợ? Nhưng không, à lấy vợ rồi, xong vợ chết rồi. Thế hả? Ừ. Thế nên mê cái bà kia ấy thì kiểu như là lấy vợ nên là mê phụ bà kia ấy. À ừ. Lấy vợ xong mới lên được cái chức trưởng môn của cái ấy này. Ừ. Thiên Long Trại chủ à, truyền văn rú hờ đã biêu hàn xung ơ, ẩn tử bố có lưu sư xảo dị, thà chú thông khu liều thi đã xa quỵ. Hẳn mà chứ chứ bố rằng vô đăng sang thảm nhẹ. Cho nó ấy ra, nó lộ mặt ra là đây là con trai tao. Ừ. Tưởng là hôm trước cũng dẫn đi các thứ rồi. Nhưng là giết cái mẹ rồi. Thì vẫn chẳng truyền được ra ngoài. Xiên xá phái trưởng môn Bạch Xỉ Phong, biết được rất nhiều không cần biết được sự tình. Tôi muốn tại trùng khởi anh hùng đại hội trước, cho hắn mãi mãi im lặng. Dẫn cho quỷ cốc lại bắt đầu. Để cho quỷ cốc mang tội luôn gì. Ừ. Đổ hết cho quỷ cốc. Nông Xiao, anh hùng đại hội sang, anh biên tạo được hoảng hoa, là ai nhận chỉ sự? Đang bảo thằng này. Anh nói không nói, không nói, anh biên một cước đá anh vào. Anh xem những đứa trẻ này có nhận được cái tiện nghi. Long Xiao, anh là Long 前辈的后人，我们并不想逼你。不，
不认他，我不认他，我不认他！哦，那都烂熟了。哦，为什么？哦，你别打人了。我这真是他给的，给他滚他便是，我就不告诉你们。买了他我死也不告诉你们。我那公电的，我电了那些。Phim bình điên rồi. Nó dùng cho bọn này đến luôn á. Ừ, bọn này đến là xé xác nó ra mà. Ừ. Ôi, hình ảnh này không nên xem cậu. Nó ghê quá. Nó... Ngon. 按理说这禽兽便是死上百回也不冤枉，可他却是龙前辈唯一的后人。Cái con cũng tệ quá thế nào. Ôi giọt máu cuối cùng, giọt máu cuối cùng của ông đấy đấy. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn thôi, cũng để lại cũng để làm gì đâu. Ừ. Bây giờ nó cũng đã đi theo phe xấu rồi. Giờ đây dịp bệnh ý đã quay lại. Chế bệ, nhì khuế lạ. Rồi sao? Đại thê Lâm Vũ Truy. Ông sẽ rộng à? Vợ của ông ấy chết trước kia đây, có cầm cái nấm mồ cũng khá là tử tế. Ô, có lẽ là theo dõi này. Chỉ xem hậu nhân, hay là độc hại đấy. Chỉ dụ Trang Trường Lĩnh cái 家伙, cái sự, cái gì 家伙, sao lại kỳ kỳ xuất hiện ở Long Lĩnh Bang? Đi, cảm quan sang Xi Vọng Truyền Xuyên. Ngày xưa cũng giỏi giang các cậu ạ. Đưa cho cô một cái các thứ là được tự luyện được hết. Chả ù cho bây giờ khách sách giáo khoa thì đầy ra, đọc văn mẫu cũng đầy ra mà. Trời ơi, tay nắm hai người, trời ơi, gia đình ơi. Gia đình một con, trời ơi. Nhưng mà cái gì cũng không cần phải lo lắng. Chuyên trang trong ý nào, Vũ Hú Mắng cũng là một trận. Những giang hồ hảo hạ cũng là hai người này đúng là có hai cái nét đẹp khác nhau nhé. Thật ra nhá, khi mà mỗi người một cái trường phái. Trước khi mà cái phim này bắt đầu khai máy nhá. Cái phim này bắt đầu khai máy thì thấy hai diễn viên chính, tớ thực sự thấy hai người này rất giống nhau. Thế hả? Mặt của hai người này rất giống nhau. Có một cái nét mũi cao cao, xong mắt các kiểu ấy, trông có vẻ người ấy khá giống nhau. Bây giờ nhìn quen rồi mới thấy sự khác biệt. Mình đang thấy là nó đang rạch ròi giữa hai cái hai cái kiểu trường phái là khác, nhưng mà ý là khi mà lần đầu tiên lướt qua cảm giác có một cái gì đấy rất na ná nhau, rất đẹp đẹp và kiểu trông phóng khoáng ấy, dịu dàng quá. Ôi giời, trời nam chính sướng quá. Trời ơi, muốn được hòa và nam chính. Sao mà? Cháu chỉ đại nhị thủ đi, hồi chú bài kiến tuấn sư à? Đại cho bao cái sả thủ đi hồi chú. 你就不怕你师父在地下气得翻来覆去烙大饼？是咱师父。哎，我和你什么关系？怎么就咱们去了？你再得意忘形，师兄可就要替师父好好管教管教你了。师父，问叔，你们在说什么呀？以后啊，可不能叫温叔了，得叫师叔。嗯，师叔。对对对，谁是你的便宜师叔？阿旭，你徒弟够傻，别逗了。师弟，只剩下我这个孤家寡人。那我不过来听说的，爹，我不知道你没想到得此佳徒，还将你寻回。转哎，师，嗯，听你不吹有事了。Ủa, mắt to, đẹp mắt to, to. Ôi dồi, mẹ nó nha. Ừ. Ôi dồi, mình đánh lột tùm theo khổ thân. Thì cha nó lúc đấy là đang bị tay chân, đang bị phế rồi. Ôi, ôi bà này xinh ấy trưởng. Chỉ có mẹ nó thôi, mẹ nó võ công cũng quậy đâu. Mẹ nó là ấy mà, là chuyên chữa bệnh các kiểu. Đấy, sư phụ đấy. À, thế à? Ừ, Tấn Mái Trương đấy. Sư phụ của... Bạch Y Kiếm. Thế bộ quan tự. Ôi, cứu đúng lúc ơi á. Đây là đưa về, đưa về đây. Xong dịch dung à? Cho xong dịch dung để đỡ bị đấy. Đưa về chữa thương cho. Hồi đấy, 你说的，秦先生是咱们家的大恩人，你不可对他无礼。对不住，娘，我害怕。
Ôi bà đấy cũng khổ thế. Bà, ý chị ở nhắn dài nè. Đưa cả chồng con chạy đi trốn một mình. Tử thư đấy, tử thư đấy.弟妹，昨夜兵荒马乱的，还没来得及跟你介绍。lớn hơn chắc tầm tuổi. Đây là tôi 的宝贝徒儿。trông cao một xíu, một chó cưng mà. Đưa đi đi, 出去玩会儿吧，好好照顾他。我不会玩。嘿，连玩都不会，你还会干什么呀？啊？去吧。听论功。到晚饭之前不准回来。就得找公公公爷。叫什么？我叫我用几年是我妹当做饭针眼针眼的眼是蔓延的眼无拘无束的意思好我知道了是针眼他叫什么名字啊他叫一锅我讲呀我讲一锅一锅啊我怎么这个这个这个这个Ủa có hai con nó thích chó mèo ở đây sẵn cho mọi nhìn thấy con chó như thế. Nhưng mà đấy, so với từ tập đầu tiên đến giờ, bây giờ mới biết được là hóa ra hai người quen nhau từ bé. Thực ra đây là một cái chi tiết không hề có trong nguyên tắc. Thế hả? Ừ, trong nguyên tắc Ôn Khách Hành chỉ là bởi vì quá thích chú, cái xương hồ điệp của Chu Tử Thu và mà đi theo rồi. Chứ không hề hai người không hề biết nhau từ trước rồi thế. Ừ. Và thế là họ biến thành huynh đệ thật. 傻孩子，是娘亲啊！怎么看？我这易容术怎么样？众筹筹集，进去看看爹爹吧。cha đã biến thành người khác chưa? Rồi dâu dâu này kia. Rồi. Nhưng mà trông vẫn giống mà. Trông hơi hơi khác tí thôi chứ còn nét vẫn giống. Cơ sở cái thô. Mày bảo khấu đầu đi. Bái sư à? Bái sư đấy. Một lần bỏ lỡ là 20 năm. Mày thấy tìm được lại rồi. Tôi vốn nghĩ mình không yếu như vậy. Trường Lĩnh cũng không biết được tôi có thể chuyển thành lại cho ông này. Tại vì chưa biết được là đây là cốc chủ. Sư phụ, sư phụ mình không yếu như vậy. Sư phụ mình không yếu như vậy. 胡说八道够了没啊？别生拉硬拽，要重振自己山庄，自己活下去自己忙。thật ra là bởi vì Ôn Khách Hành là đệ đệ của ông ấy nên ông bây giờ ông mới cảm giác ông muốn sống một chút đấy. Vì sao cảm thấy sướng lắm ạ? Trời ơi, ôm nhau này. Ôi, hình như kiểu cũng muốn ôm lại đúng không? Xong kiểu lại phải chịu thật ra. Ô, bà lại chịu sướng. Sư phụ. 师叔，你们说什么呢？好了，我不多问了。长辈问了，说明事究竟发生了什么？真就没事吧？师叔，师叔，程岭，别追了。师傅，师叔他，他抬口瞪着等你，那个瞪啊，只爱口瞪。烧光我了。太迟了。我妹呢？她切走。Nó đã phải vào cửa cốc của nó thành một cái đứa mà dù ai nhìn cũng muốn giết. Ai nghĩ biết đến cũng muốn giết rồi. Thì bây giờ đối với Ôn Khách Hành là quá muộn rồi còn gì nữa đúng không? Và nó cũng phải trải qua 20 năm trời ở trong cái quỷ cốc đấy. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tức là đáng lẽ là có thể ở mãi ở đấy và trở thành một sư đệ đúng không? Ừ. Thành... Và cha mẹ nó cũng sẽ có thể là sẽ sống đến bây giờ. Chúng ta đã hết tập 20. Mà tự dưng lại 20 năm đúng ở trong... Quang Minh Chính Đại trở thành đồ đệ, sư đệ của Chu Tử Thư. Được học võ chân truyền, được học một cách gọi là chính thống và mang lại một cái danh rất chính thống. Nhưng mà bây giờ lại phải nhảy vào quỷ cốc. Cha mẹ thì mất, xong là bị vào đấy, xong là uống canh mạnh bà, xong rồi bây giờ phải gọi là dẫm từng bước đi lên mà phải giết chóc này kia. Và vừa rồi đã là hai tập 19 và 20. Và hy vọng là mọi người đã thích video này. Nếu mọi người thích video nhớ like, subscribe channel WG và follow bọn tớ trên Instagram, Facebook. Tớ sẽ để đâu đó trên màn hình. Và tất nhiên là bọn tớ cũng muốn làm rất là nhiều những cái video khác ngoài reaction ra. Cho nên là mọi người có thể comment cho bọn tớ biết. Bọn tớ sẽ cố gắng quay trở lại sau mỗi tuần một video sau những cái series này chẳng hạn. Một lần nữa mì á, Uchi. Bye bye, bye. Thank you.